Xin chào mừng tất cả anh em quay trở lại chuyên mục niềng răng bằng khay trong suốt Vinalight. Thì trong một buổi ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái ca mà rất là hẹp hàm, đây một ca mà cực kỳ hẹp hàm và chân trúc. Đấy, và chúng ta xem rằng là cái việc mà sử dụng cái khay niềng răng trong suốt có thực sự hiệu quả trong cái trường hợp này không, thì mời các bạn hãy theo dõi hết video của tôi ngày hôm nay. Vinalight, một nụ cười hay ngàn lời nói. Thì đây là một cái hình ảnh ngoài mặt của cái bạn nữ khi đến với chúng tôi. Và nếu mà chúng ta nhìn ở ngoài thì chúng ta thấy rằng là một cô gái cũng khá là xinh. Tuy nhiên thì cái khuôn mặt của cô ấy mà mọi người có thể nhìn thấy rằng là nó thực sự là nó bị lệch. Nó bị lệch, tức là cái bía phía bên trái thì nó lép hơn. Và cả hai cái môi thì nó bị nhô, và nhất là cái cô bạn này thì lại gần như là cười thì cũng không dám cười. Bởi vì sao? Bởi vì rằng là cái hàm răng nó khá là chân trúc. Để mọi người có thể nhìn thấy rằng là cái hình ảnh mà trước khi điều trị thì thấy rằng là cái hàm răng nó rất là hẹp và răng rất là cực kỳ chân trúc, và cái xương thì rất là mỏng. Mọi người có thể nhìn thấy rằng là răng nó chân trúc. Và thông thường những cái trường hợp như thế này ấy, thì nếu mà những bạn nào mà gặp cái trường hợp như này thì khi mà đi tư vấn thì thông thường các bạn có những lời tư vấn chỉ định là nhổ bốn răng số 4 đi, bởi vì rất là chân trúc như này. Nhưng tuy nhiên thì sau khi mà phân tích kỹ trên phim X-quang thì thấy rằng là bạn có đây là hình ảnh trên X-quang thì thấy rằng là có các cái răng số 8, và cái răng này thì sau này tôi lại phải nhổ, và cái nền xoang của bạn cũng rất là thấp này, đúng không? Và trên cái phim cephalometric này thì thấy rằng là cái tầng mặt nó mở và cũng hơi hô, thì đây là trên phim. Thì sau đó thì chúng tôi đã phải lập một cái phác đồ điều trị trên 3D, tức là một cái hình ảnh mô phỏng cái hàm răng di chuyển như nào, kết quả ra sao, liệu rằng có khả thi hay không, thì đó là lập một cái kết quả trên 3D như thế này. Thì đây là một trong những cái ứng dụng công nghệ tại Vinalight, tức là cái kết quả được mã số hóa trên các phần mềm thông minh, tức là cái công nghệ AI, công nghệ mà có thể giúp cho chúng ta biết được trước kết quả. Thì mọi người có thể nhìn thấy rằng là sau khi mà nong ra thì được một cái kết quả như thế nào. Đấy, thì đây là cái hình ảnh mô phỏng trong 3D, và sau này thì nó sẽ được thực tế như thế này nữa, tôi chứng minh cho bạn thấy rằng là thực sự nó có được như vậy không. Thì sau khi mà xem xong cái kết quả này thì cô bạn ấy hoàn toàn là thấy là ok. Đấy, mọi người thì thấy rằng là răng di chuyển. Đây là những cái hạt attachment, tức là trên răng, được gắn ở trên răng như thế này. Và thế là cái cung hàm được nong rộng ra. Cái việc mà nong rộng cung hàm ra là một trong những thế mạnh của khay niềng răng suốt. Đấy, và cái tiến trình mọi người có thể nhìn thấy rằng là khi mà giãn hàm ra thì cái răng nó để khoảng hở cũng khá là nhiều. Nhất là trên cái hình này thì mọi người có thể nhìn thấy rằng là cái khe, các khe đây, ví dụ như đây, cái vùng này có cái khe trống, hoặc hàm dưới có cái khe bắt đầu giãn ra rồi. Và đây là sau 12 tháng thì nó ra, nó nong ra một kết quả rất là tốt rồi. Hình ảnh điều trị cực kỳ là dùng từ vi diệu, nó rất là hẹp. Và đây là kết thúc chỉnh nha sau hơn 2 năm thì chúng ta thấy rằng là cái khuôn mặt đã được cân đối hơn rất là nhiều. Tí nữa thì chúng ta so sánh thì chúng ta mới thấy rõ được có hình ảnh trước và sau điều trị. Đây, và khi mà nhìn cái hình này thì cô ấy hoàn toàn là hạnh phúc. Bởi vì sao? Cô không nghĩ rằng là sẽ được một kết quả như này mà hoàn toàn không nhổ răng, cũng hàm được nong rộng ra, và cái hàm răng đã rất là đều và tẩy trắng một chút nữa thì. Và mọi người có thể nhìn thấy rằng là nó phải làm cái hàm duy trì như thế này. Bởi vì sao? Những cái trò mà răng nó chen chúc và xoay nặng như thế này thì chúng ta phải làm cái hàm duy trì như thế này, còn nếu không thì sau này cái tỷ lệ tái phát khá là cao. Và đây là cái hình ảnh mà so sánh, và nếu mà các bạn nhìn kỹ thì rõ ràng là cái hình sau điều trị thì khuôn mặt của bà cô đã hoàn toàn cân đối, và rõ ràng là xinh hơn rất là nhiều. Cái làn môi nó được rộng hơn, rồi khuôn mặt V-line hơn, rồi cảm giác như là nó thay đổi hẳn. Đây là tôi phải che cái hình ảnh đi, còn nếu mà chúng ta nhìn thấy thì rõ ràng là nó đã cân đối hơn rất là nhiều. Nụ cười nó đã thay đổi, cái nụ cười đã thay đổi, và nhất là đây thì mọi người thì nhìn thấy rằng là nó đã giảm hô đi trước điều trị và sau điều trị. Và nhất là những hình ảnh như này thì chúng ta có thể so sánh được rằng là trước và sau điều trị nó đã thay đổi hoàn toàn. Ban đầu thì hàm nó hẹp, cái răng nanh thì nó nằm hẳn ra phía ngoài, nhưng sau đó thì gần như hoàn toàn
làm trong cung và hoàn toàn không phải nhổ răng. Tôi khẳng định đây cũng đau thì so sánh là hoàn toàn đủ răng. Trong trường hợp này chỉ đơn giản là với long hàm khanh hệ thống xuất hiện là. Và đây là hình ảnh ở các bình diện thì chúng ta có thể thấy là khớp cắn khá là ổn. Trước thì cắn chéo vùng này sau đó. Đối với khanh hệ răng suốt thì cái việc long hàm nó là một thế mạnh. Và nếu mà bạn bị hẹp hàm hoặc là chen trúc do vấn đề hẹp hàm thì hoàn toàn có thể yên tâm rằng là cái khanh hệ răng suốt có thể điều trị được. Và đây là khanh hệ răng suốt Vinala. Thì một lần nữa thì bác sĩ Nam Bùi xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi video của tôi ngày hôm nay. Và nếu bạn nào có một tình trạng răng như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin rằng là hoàn toàn điều trị được bằng khanh hệ răng suốt trong suốt Vinala. Một lần nữa thì nếu mà các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ video của tôi để kiến thức của tôi được đi rộng rãi cộng đồng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.